Mỹ viện trợ xe tăng cho Ukraine. Lầu Năm Góc công bố gói viện trợ mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, trong đó có xe tăng chủ lực T-72 và tên lửa phòng không Hawk. Gói viện trợ trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine USAI nhấn mạnh cam kết liên tục của Mỹ trong giúp đỡ Ukraine bằng cách đáp ứng các yêu cầu cấp thiết nhất của họ, đồng thời nâng cao năng lực cho quân đội Ukraine để bảo vệ lãnh thổ về lâu dài. Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh ngày 4 tháng 11 thông báo. Với trị giá 400 triệu đô la Mỹ, gói hỗ trợ mới Mỹ dành cho Ukraine có 45 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và tổ hợp phòng không MiG-23 Hawk đã được tân trang, cũng như máy bay không người lái UAV cỡ nhỏ Phoenix Ghost và thiết giáp M1117. Bà Singh nói Mỹ trả tiền tân trang 45 trong số 90 xe tăng chủ lực T-72 của Séc để viện trợ cho Ukraine, số còn lại do Hà Lan tài trợ. Những chiếc T-72 này sẽ được trang bị hệ thống quang học, thông tin liên lạc và giáp tiên tiến. Đây sẽ là những chiếc xe tăng với kỹ thuật tiên tiến nhất trên chiến trường Ukraine, bà Singh khẳng định, đồng thời cho biết một số xe tăng T-72 sẽ được bàn giao cho Ukraine vào cuối tháng 12. Những chiếc khác sẽ được chuyển vào năm 2023. Khi được hỏi lý do Mỹ không cung cấp các loại xe tăng hiện đại hơn cho Ukraine, bà Singh cho biết lý do bao gồm tính dễ sử dụng và chi phí. Đây là những chiếc xe tăng mà binh sĩ Ukraine biết cách vận hành, giới thiệu mẫu xe tăng chủ lực mới vô cùng tốn kém, dễ bị ảnh hưởng bởi thời gian và là nhiệm vụ quá lớn đối với lực lượng Ukraine, bà Singh nói. Lầu Năm Góc không tiết lộ số lượng tổ hợp Hawk dự kiến chuyển cho Ukraine vì lý do an ninh, đồng thời chưa rõ Mỹ dự định bàn giao biến thể nào. Giới chức Mỹ kỳ vọng loại tên lửa này có thể giúp Ukraine đối phó các đợt tập kích bằng UAV gần đây của Nga. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ tân trang tổ hợp phòng không tầm trung Hawk được phát triển từ những năm 1950 để viện trợ cho Ukraine. Quân đội Mỹ loại biên toàn bộ tổ hợp Hawk từ năm 2002, một số nước tiếp tục sử dụng các biến thể hiện đại hóa tới nay. Ukraine và Nga chưa bình luận về gói viện trợ khí tài mới của Mỹ. Gói viện trợ mới nhất nâng tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine sau khi chiến sự bùng phát lên hơn 18,2 tỷ USD. Ngoài hỗ trợ khí tài, Mỹ đang xem xét phương án xử lý thiệt hại về hạ tầng của Ukraine sau các vụ tập kích của Nga khiến khoảng 4,5 triệu người Ukraine mất điện. John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết nước này đang tìm phương án hỗ trợ Ukraine sửa chữa thiệt hại trong ngắn hạn, đặc biệt đối với hạ tầng năng lượng và lưới điện. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine ngày 4 tháng 11. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, quân đội Ukraine và Nga đang dồn lực lượng trong một trận chiến quyết định ở thành phố chiến lược Kherson. Trận chiến này được dự báo là có thể sẽ kéo dài và mang lại bước ngoặt trên chiến trường. Theo hãng tin AP, Nga đã tăng cường lực lượng, chiến đấu và cố gắng sơ tán tăng gấp đôi số lượng dân thường để đề phòng một cuộc phản công lớn của Ukraine nhằm giành lại thành phố cảng chiến lược Kherson ở miền Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 11 cho biết 87.000 trong số 300.000 quân dự bị đã được triển khai tham chiến ở Ukraine và 3.000 huấn luyện viên quân sự có kinh nghiệm chiến đấu của Nga đang đào tạo họ. Về phía Ukraine, cuộc phản công giành lại Kherson đang chuẩn bị bước vào giai đoạn giao tranh khốc liệt nhất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông. Sau đà phản công từ đầu tháng 9, giành lại hàng nghìn km vuông lãnh thổ ở miền đông và nam đất nước, quân đội Ukraine đang muốn tiến vào thành phố Kherson, thủ phủ vùng Kherson trong dịp Giáng sinh tới. Thành phố Ukraine đã mất kiểm soát từ những ngày đầu xung đột này, hiện là mục tiêu quân sự hàng đầu của Kiev. Đây cũng là nơi mà lực lượng Nga chịu áp lực rất lớn phải bảo toàn quyền kiểm soát do tính chất quan trọng của Kherson là nguồn nước cho Crimea và là hành lang để Nga kiểm soát miền nam Ukraine. Việc Kiev giành lại thành phố lớn này sẽ đánh dấu một bước ngoặt thay đổi cuộc chơi. Tuy nhiên, trận phản công ở Kherson được dự báo sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với các vùng khác như Kharkov ở vùng Đông Bắc. Lý do là tình hình thời tiết xấu trong mùa đông và địa hình miền Nam với nhiều kênh rạch, dẫn nước mà quân đội Nga đang sử dụng như những giao thông hào để phòng thủ. Mặc dù đầu tháng 10, Kiev khẳng định quân đội Ukraine đã có được những đột phá khi mà giành lại được 600 km2 đất trong 2 tuần. Nhưng cuộc phản công ở mặt trận Kherson được giới chuyên gia quân sự dự báo sẽ còn kéo dài và khốc liệt. Hai bên đều đã có thời gian củng cố các vị trí của mình và đều chịu những tổn thất lớn nên không còn có chuyện đột phá nhanh ở Kherson để sau đó tiến về Crimea như Kiev đã từng tuyên bố. Để chuẩn bị cho trận chiến giành lại Kherson, quân đội Ukraine có ý định dồn Nga vào bẫy với việc bao vây thành phố nằm bên bờ tây con sông Dnipro. Lực lượng Ukraine trước hết nhắm hỏa lực phá hệ thống hạ tầng giao thông, các cầu nối thành phố với bên ngoài. Phương pháp của quân Ukraine là phá hủy mạng lưới hậu cần của quân Nga trước khi mở các đợt tấn công lớn. Chiến lược này nhằm cô lập đối phương, đồng thời giữ được nguồn lực và quân số. Tuy nhiên, Nga cũng đã và đang chuẩn bị gia cố hệ thống phòng thủ dọc theo bờ sông Dnipro. Hãng tin AP cho biết,
các nhà chức trách do Nga thành lập ở Kherson lo sợ một cuộc phản công lớn của Ukraine, đến ngày 2 tháng 11 thông báo đã di rời 70.000 cư dân và mở rộng khu vực sơ tán cho những người sống trong phạm vi 15 km từ sông Dnepr. Tại Kherson, Nga dường như quyết kháng cự với quân Ukraine. Đầu tuần trước, chính quyền do Nga thiết lập trong vùng thông báo thành lập lực lượng dân quân địa phương và kêu gọi tất cả đàn ông còn ở lại trong thành phố có thể gia nhập đội quân này. Tình báo quốc phòng Ukraine cũng đánh giá Nga không có ý định rút khỏi Kherson, mà ngược lại đang đưa các đơn vị quân đội mới vào thành phố để chuẩn bị nghênh chiến. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24 hôm 3 tháng 11, cựu đặc phái viên thường trực của Nga tại EU, ông Vladimir Chihov nhận định mùa đông sắp tới sẽ là một thử nghiệm thực sự đối với người dân EU. Vẫn quá sớm nếu nói rằng EU sẽ đối mặt với tình trạng vô vọng. EU là một khối bền vững. Điều này được khẳng định bởi thực tế là số lượng các quốc gia mong muốn tham gia vào liên minh lớn hơn nhiều so với những nước muốn từ bỏ. EU có thể đối phó với khủng hoảng. Chúng ta sẽ xem cuộc khủng hoảng hiện tại diễn ra trong bao lâu. Mùa đông sắp bắt đầu và thực tế đã tới một số khu vực châu Âu. Đây sẽ là một phép thử nghiêm túc đối với người dân EU. Cuộc khủng hoảng năng lượng nổi lên phần lớn là do các lãnh đạo EU mắc phải một loạt sai sót mang tính hệ thống. Ngoài ra, liên minh còn phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính do sự biến động của đồng tiền chung châu Âu. Cuộc khủng hoảng do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm cả yếu tố thời tiết khi mùa hè rất nóng và hạn hán ở phần lớn các nước Tây Âu. Sự gián đoạn của chuỗi cung ứng hậu cần cũng khiến cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn. Theo ông Chihov, tình hình hiện tại ở EU giống như một cơn bão. Nhiều vấn đề của EU là do các quyết định của ban lãnh đạo xa rời với lợi ích thực tế của người dân và trong một số trường hợp còn đi ngược lại với lợi ích của một số quốc gia. Quan chức Nga cho biết, chiến lược của EU nhằm giảm dần quy mô mua nhiên liệu Nga và điều đó được thúc đẩy bởi các lý do chính trị. Theo cựu đặc phái viên thường trực của Nga, EU chưa bao giờ nghĩ rằng sự thịnh vượng và phát triển kinh tế của khối phụ thuộc vào sự hợp tác và thành công với Nga. Nhiên liệu của chúng tôi được cung cấp ở mức giá ổn định, thường thấp hơn giá thị trường. Tôi đang đề cập đến khí đốt, dầu mỏ, than đá và thậm chí là cả nhiên liệu hạt nhân. Cơ cấu hàng xuất khẩu của chúng tôi hầu như không thay đổi, ngoại trừ các sản phẩm nằm trong lệnh trừng phạt. Cho tới nay, các nguồn năng lượng vẫn đứng đầu danh sách xuất khẩu. Một số nguồn tin ngày 3 tháng 11 cho biết, nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 và Australia đã nhất trí thiết lập một mức giá cố định sau khi đạt đồng thuận về việc áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Theo nguồn tin từ G7, nhóm này đã nhất trí về mức giá trần cố định và sẽ xem xét thường xuyên để điều chỉnh khi cần thiết, qua đó giúp tăng sự ổn định của thị trường. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và các quan chức khác trong G7 cho rằng việc áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga sẽ thắt chặt nguồn thu của nước này mà không làm giảm nguồn cung cho người tiêu dùng. Các nguồn tin cho biết thêm, kế hoạch này cũng giúp các công ty bảo hiểm yên tâm thực hiện các hợp đồng mà không phải lo ngại về việc các nước mua dầu mỏ của Nga điều chỉnh giá, điều mà có thể khiến họ đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Trong những tuần gần đây, Mỹ và các nước khác trong G7 đã có các cuộc thảo luận căng thẳng về kế hoạch chưa từng thấy là đưa ra mức giá trần đối với dầu mỏ vận chuyển qua đường biển của Nga, vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 tới. Đây được coi là một trong những biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến việc nước này tấn công Ukraine. Trước đó, vào hồi đầu tháng 9, G7 đã nhất trí áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Theo đó, dầu thô bị áp giá trần từ ngày 5 tháng 12 năm 2022, còn các sản phẩm dầu mỏ bị áp giá trần từ ngày 5 tháng 2 năm 2023. Việc áp giá trần sẽ được triển khai cùng với các biện pháp liên quan trong gói trừng phạt thứ 6 của Liên minh châu Âu-EU đối với Nga nhằm hạn chế nguồn tài chính của Moscow.